bọc thép, kính chống đạn, tài xế riêng. Nguyên thủ các nước thường xuất hiện bên những chiếc xe sang bậc nhất. Còn với cựu tổng thống Uruguay Mujica, đây lại là người bạn trên mọi nẻo đường. Chiếc xe đời cũ 30 tuổi. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi không muốn phức tạp nó lên. Tôi không bảo là mọi người phải quay lại thời kỳ đồ đá hay là giống như tôi. Chỉ là đừng quá chạy theo những điều phù phiếm. Để dinh thự xa hoa của mình cho người vô gia cư tá túc, ông lui về sống tại căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Đây là chỗ làm việc của ông ấy. Đây là nhà bếp. Nếu cần tiếp khách thì chúng tôi sang mượn lò nướng của hàng xóm. Việc nhà thì chia đều, ông ấy cho chó ăn. Sau bữa cơm mà tôi vội đi đâu thì ông ấy sẽ rửa bát. Hàng tháng, 90% thu nhập của Mujica đều đặn được gửi cho các tổ chức từ thiện. Nếu cần đi xa, ông cũng chỉ chọn mua vé máy bay hạng phổ thông. Thế nhưng Mujica không hề nghĩ mình nghèo. Tổng thống nghèo nhất thế giới, họ gọi tôi thế nhưng tôi không cảm thấy vậy. Tôi giàu tự do vì không phải khư khư giữ tài sản. Và có lẽ cũng hiếm có một quốc gia nào mà tổng thống lại cho người lạ đi nhiều xe như ở Uruguay. Năm ngoái, một thanh niên Uruguay đã hào hứng khoe lên mạng xã hội về việc anh được ông Mujica cho đi nhờ giữa đường. Chúng tôi xin đi nhờ mãi, nhưng chẳng ai dừng lại. Cuối cùng mới có một chiếc xe đỗ trước mặt. Thật bất ngờ, đó là gia đình tổng thống Mujica.